Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha, con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Em tên Lâm Tấn Thương, em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi, hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi, em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Làm ấy. Mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Mấy sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Cái này lạ nha. Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà, em thấy mình để quên rồi. Em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ, cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Quên bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy là bạn bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? Em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường, còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. Thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Đó là chị. Ai biểu nghĩ vậy chị? Hay. Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. Dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. Em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là rảnh ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhấn. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á. Làm thử cái đi. Con biết cái mức độ tới cỡ nào. Thử hả chị? Đúng rồi. Chắc em cho em đứng lên cho có nội lực. Đúng rồi. Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta chót vong thân, ta chót vong ân. Mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là do mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Đó mà nhiều khi người ta ra đường nó nói ôi thằng này nó bị khùng. Dạ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường chứ nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho rồi, nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé. Anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh. Ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này, với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới các Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được vậy thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nha, em cũng tương đối cao cao, không cộng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu. Mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ơi chê tôi là chết không? Nói chung là cũng chăm sự nhờ chị. Qua bên kia nói tiếp em chút.
khó. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Em lanh quá chị. Ờ, anh lanh quá. Anh thêm lanh nữa, còn hơn em. Em lanh không? Dạ, hơi hơi. Đó, nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ cho bên nữ nói nè. Rồi hai người nói đi, hai người nói đi. Rồi, không, không, nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Ờ, nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã đối với em là hát á chị. Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập cho em rồi. Ờ vậy dạ, được. Không, chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bển đi về. Nói chuyện với anh đâu, hát đi. Dạ, vậy cho em hát em nhắm mắt nha chị. Ờ cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu nâu. Nghe cái tựa là ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trống mới gây, ông mặt trời mới dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Làm em giật mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Nít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh nhớ lại được. Là nhìn lượm thởm á. Không, mà đây lịch sự lắm. Tại gì nữa, không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó thôi nha. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. À, anh thì tính anh thì anh nói nhiều thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan niệm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Ủa, anh học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ, em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm mấy đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền, mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua. Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Chứ tại vì đơn giản là khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó chứ tự nhiên mà nói à, anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do trời, lý do do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. À, thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được chứ tự nhiên chị nói là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao hết. Tưởng á. Em nói gì đi em, để người ta nói chị là mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói hay liếm môi với anh, em không thích con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào. Ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng, người mong anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc đúng không? Ừ đúng rồi, hơi bị sốc. Đúng rồi, tại vì em đã nói ban đầu em không thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi, được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân lại mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên. Có làm gì đâu, tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Dạ. Chắc cái điều tặng cái điện thoại với anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? Băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn. Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính ít nói hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau cái đi, mình đã đấm nối hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì
nói chung thì chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc người nào cũng phải là xao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y thì em cũng rất là thích, tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm á nha. Dạ không sao, em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Mình... quản thúc em luôn á. Mình biết anh. Hả? Không biết hay gì? Anh biết sao không biết? Hiểu không? Dạ, đó là chuyện bình thường. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn và mong rằng sẽ nhận được tin vui các bạn. Ok. Em cảm ơn anh Huyền Linh, em cảm ơn chị Cát Tường, em cảm ơn mọi người. Nào, mời các bạn. Nết nó, nó muốn có bồ mà nó không muốn hẹn hò, nó không muốn mất thời gian. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Chào anh. Rồi chào em. Ôi em ơi, xinh như công chúa. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi. À, dạ chào anh Quỳnh Linh, chào anh Ngọc Lan, chào các khán giả. À, em là Mạnh Cường, đến từ Đồng Nai, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm em, gì Cường? Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản ạ. Em là sinh năm mấy? Dạ em sinh 1989 ạ. 1989. Dạ. Rồi, Mạnh Cường sinh năm 89 đến từ Đồng Nai, làm kinh doanh bất động sản. Chào Cường nha. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, và chú Quyền Linh, và chào các quý vị khán giả và nhà nam bên kia. Thì em là Nhung, hiện tại em năm nay 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên tuyển dụng nhân sự. À, dạ. Của công ty nào, ở đâu? À, dạ hiện tại thì em đang làm cho Bersocali Việt Nam ở quận 1. Dạ. Rồi em ở đâu? À, hiện tại thì em đang ở quận 6. Với ai? Với lại hai chị của em. Rồi. Còn em là ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở một mình ạ. Một mình luôn? Dạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai ạ. Đồng Nai, rồi bây giờ trên đó còn ai trên đó? Dạ còn mẹ. À mẹ. Dạ. Rồi nếu mà lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ nếu mà lấy vợ về thì không làm dâu ạ. Không làm dâu. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hơi thật thà. Rồi còn điểm yếu của em là thường thường hơi bị rung trước. Nó bị rung lúc mà rung hơi bị hồi hộp. Rồi cái thứ hai là hơi bị bừa bộn xíu. Mình làm bất động sản mình đi sao rung được? Dạ, bình thường nói công việc khác thì em không rung. Nhưng mà thường thường nói đến chuyện tình cảm hay mà nói trước phái nữ à, là rồi. Em... mình đúng đúng không? Dạ, đúng ạ. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm dạ. Của nhà gái là gì cơ? À, dạ, ưu điểm của em thì chắc là hiền, suy nghĩ tích cực. Dạ. Gì nữa không? Chắc lành tính. Dạ. Rồi, còn khuyết điểm của mình? À, dạ, khuyết điểm của em thì kiểu cảm giác sẽ rất khó chia sẻ với người khác. Và cũng lười giao tiếp ở trên mạng xã hội. Dạ. À. Và em cũng không biết nấu ăn. Trời. Thật ra lười giao tiếp trên mạng xã hội nó không phải là khuyết điểm đâu. Dạ. Bây giờ nhiều khi người ta lại bị lệ thuộc mạng xã hội nhiều quá, nên em lại là một cái số mà đi ngược lại thì nó sẽ là một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Không, tất nhiên là nó cũng có hai mặt của nó. Dạ. Mình giao tiếp mạng xã hội nó cũng có những cái điều tốt của nó nha. Nó cũng có những ưu điểm của nó. À, không giao tiếp bên đó thì cũng có ưu điểm, khuyết điểm của nó đó. Dạ. À, rồi Cường, mình chuyện yêu đương nó sao rồi? Dạ, chuyện yêu đương của em là em cũng hơi nhát á, nên từ trước đến giờ đa số là em thương thầm người ta là khoảng tầm 2 mối tình. Thương thầm 2 mối tình luôn? Dạ. Thương thầm mà tới 2 mối tình lận đó. Dạ. Thì đợt hồi còn sinh viên á thì em cũng thích bạn kia được một thời gian, xong rồi bạn kia lại quen người khác. Còn đợt thứ hai thì em cũng, bạn nó đồng ý hẹn hò khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn ấy có bị mất rồi do tai nạn. Dạ. Hay rồi em không có mối tình nào mà mình tỏ tình được hết trơn hả? Hay là tỏ tình với mình? Dạ, từ trước giờ. Không có luôn hả? Dạ. Ôi ôi. Vậy là hồi nào giờ có nắm tay con gái chưa? Dạ, em chưa. Ơi. Chưa. Lại là một ca trinh nguyên. Hình như cái áo này nó phù hợp với những cái ca như vậy hay sao? Thiệt luôn á hả? Trời ơi, nhà trai. Không tin luôn á. Sinh năm 89 á.
mà chưa bao giờ nắm tay bạn gái luôn. Hai mối tình mà thương thầm không à? Không thì mình cũng đã từng có một ca sinh năm 87 à, mà cũng không có làm gì hết trơn trời. Nhưng mà đây nhìn mạnh mẽ lắm rồi sao? Mà đây là chưa nắm tay luôn. Ờ, làm gọi là... Nó có vấn đề gì không, không em? Vì cái gì mà em lại không có dám nắm tay bạn gái? Vì cái gì? Em mặc cảm cái gì? Hay là em không dám? Hay là như thế nào đó? Hay là cái cách của em muốn nắm tay người ta nó lại không có phù hợp với lại người ta hay sao? Em không dám ạ. Không dám hả? Dạ. Sao không dám? Lý do gì mà mình không dám? Người rung nó hồi hộp. À? Nói tôi còn rung kìa. Đầu Lan nắm tay Cường. Em thì lại là khác rồi. Mình tay, không phải là đâu, bắt tay, bắt tay coi, bắt tay coi. Đó, bắt tay thì được, dạ. Mà cái tay lạnh ngắt hả? À. Dạ. Mình có bao giờ nằm mơ mình hung cô gái nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Nói cái mớp mòi muốn hùng rồi thấy chưa? Nhưng mà mình có khát khao được nắm tay một người bạn gái đi ra đường, đi giới thiệu với bạn bè không? Dạ có. Có. Mà không dám. Dạ. Vậy bây giờ mình dám chưa? Giờ dám. Một chút mở rào ra nắm tay liền nghe. Dạ vâng chị. Nhớ nghe. Dạ. Cố lên. Dạ vâng. Tôi không tin luôn á. Mày hàng hiếm quá. Rồi được rồi, tôi qua bên nhà gái coi sao. Nắm tay mà không dám được cái kia. Trời ơi, dạ. Còn trẻ xinh đẹp quá. Mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình. Một mối tình hả? Dạ. Lâu không con? Dạ cũng lâu rồi, từ thời đại học á. Nhưng mà yêu nhau mấy năm? À, dạ cũng không lâu lắm, chắc đâu đó cũng tầm một năm. Một năm? Dạ. Cũng lâu á. Một năm là sương sương rồi đó. Từ thời gian bạn và yêu, tại tụi con là bạn từ trước đó. Dạ. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nó... Nó ngắn. Dạ. Ngắn không bao lâu? Thì cũng lâu lắm đâu. Nắm tay chưa kìa? Dạ có rồi. Em ơi, em nghĩ như thế nào khi mà một chàng trai 36 tuổi, à không, 35 tuổi mà vẫn chưa nắm tay một cô gái nào? Cái này cũng không biết sao nữa. Cũng không có kinh nghiệm tình yêu nữa. Sao hỏi nó được, không? Thôi bỏ qua chuyện đó, nói chung là hai bên gần như tình yêu nó trong sáng quá, trong sáng nó chưa có một cái gì đó kinh nghiệm đó. Bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào? Dạ thì hiện tại thì mẫu người của con sẽ là thiên về hài hước, uy tín. Dạ. Sẽ thêm một chút chủ động, bởi vì con là một người khá là không chủ động trong tình cảm. Thua rồi. Thua. Là không có chủ động được rồi. Thua trời xa ơi, luôn rồi. Cái kèo này sao tôi nghi quá à. Ông kia đứng trước gái luôn mà lập cặp không cặp nói luôn. Chuyện được luôn. Nãy đó nói chuyện gái là coi như là mặt xanh lè luôn rồi đó. Khó à. Giờ mình đổi đi, mình đổi gu đi, mình là người chủ động đi. À, đâu sao đâu. Nha. Nếu mà mình gặp một người đàn ông tốt, nếu mà anh kia là một người tốt, hợp với mình thì mình chịu khó chủ động một chút để cho ảnh quen, chừng nào ảnh quen rồi thì kêu ảnh chủ động lại. À, bây giờ một mẫu hình thế nào, con tưởng tượng một chàng hoàng tử của mình cao ráo như thế nào, nước da rồi tóc tai sao, tưởng tượng thử xem. Dạ về ngoại hình á thì chiều cao sẽ cao hơn con thì tầm khoảng 1m75. Dạ. Gì về hả? Ngoại hình thì không quá mập, tại con không thích người mập. Dạ. Về da thì con thích da nói chung là ngâm đến trắng chứ không quá đen. Thì đó là về ngoại hình bên ngoài. Thật ra là nếu mà có thiếu thiếu chút xíu thì cũng chăm trước nha nghe. Được không? Được không? Tao chưa yêu lần nào, tao tưởng tượng gì thôi. Ừ, thì yêu đi mình rồi. Mình phải nói trước vậy chứ. Yêu xong nó quên dự mập mạp, nó quên hết nước da, nó quên không còn cái gì hết trơn á. Khi yêu rồi là không có nhớ gì hết trơn á. Rồi. Bây giờ ngược lại chắc cũng không biết hình mẫu lý tưởng của mình là gì đâu. Tưởng tượng coi. Có giờ tưởng tượng nàng công chúa của mình như thế nào không? Em tưởng tượng là chắc cao khoảng từ 1m55 đến 1m65 chẳng hạn. Nước da rồi tóc tai sao? Nước da tóc tai thì em cũng chưa tưởng tượng ra được. Có mẫu hình lý tưởng gì không? Mẫu hình lý tưởng nào mình hướng tới không? Mẫu hình lý tưởng thì em cảm thấy ưa nhìn cái này, không quá ốm cũng không quá mập hả? Dạ. Này mới khó đó, lửng lửng vô chừng khó lắm á. Là tướng phải chuẩn. À, thôi được rồi, hỏi người thân đi chứ về bó tay rồi. Cặp này yêu chưa có kinh nghiệm luôn á.
Em đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Rồi, chào nhà gái. Bạn bè, đồng nghiệp không có chỉ cách đã yêu đương gì hết. Ích kỷ quá. Nhóm này coi chừng cũng ế giống vậy luôn à. Đúng không? Dạ đúng. Đúng. Nguyên nhóm, nguyên team vậy luôn đúng không? Tụi em chơi thân lắm đúng không? Dạ không, thân vừa thôi chứ không thân lắm. Trời dạ. Ơi. Dạ, dạ, nói chung là hôm nay đến đây thì em nghĩ nó cũng là cơ duyên của hai bên thôi. Thì Nhung ơi, chị thấy là chàng trai bên đây thì cũng khá là chân chất và hiền lành, nó rất là cảm giác rất là chân thật. Thì thật ra là mong rằng là sau khi mà mình vén cái rèm hoa này ra thì mong là bạn nam có thể chủ động hơn một xíu để mà Nhung cũng sẽ sharing nhiều hơn, thì lúc đó cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Bên này không có chủ động nổi đâu. Thôi chút nữa có gì ông Mai ông sẽ hướng dẫn từng đường tơ kẻ tóc. Rồi bây giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ, với đồng nghiệp của em. Đó có mẹ nè, để hỏi mẹ cho rõ nè, rõ nguồn cơn. Dạ con chào cô. Xin chào Quỳnh Linh, xin chào Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của Mạnh Cường. Nói chung là Mạnh Cường thì rất là thật thà, có cái chuyện gì về cũng nói với mẹ hết, mà đúng là rất là nhát gái. Nói chuyện công việc thì rất là đâu ra đấy, trong xóm ai cũng khen là anh này có vẻ là mạnh dạn, nhưng khi mà có con gái mà có tình cảm là không nói được, xong nói cả lăm. Đó là cái ưu điểm. Dạ. Có con gái là nói cả lăm mà nói cũng hơi nói nhanh. Vậy qua cái chương trình này thì thấy hai con cho nhau cơ hội đi. Tại vì tình yêu hạnh phúc thì phải vun đắp rồi xây dựng mới có được, chứ không bao giờ có sẵn. Mà cô thấy Nhung bên này là cô ok lắm luôn á. Thôi con cho con trai cô cơ hội nhé, vậy làm dâu cho cô đi. Cô sống đơn giản lắm, rất hiền lành. Cô là giáo viên cũng nghỉ hưu rồi. Còn làm dâu cũng được mà, riêng cũng được, sống thành phố cũng được, mà về sống bên cạnh cô cũng được. Cô cũng từng làm dâu mà, cho nên là con cho con trai cô hỏi nhé. Trời ơi, đất ruột. Thiệt á, đi đâu chắc phải dẫn mẹ theo đó Cường. Trong quá trình yêu đương đôi trẻ mà nó có cái gì không hiểu thì cô hướng dẫn cho tụi nó nha cô. Nhận lời tìm hiểu thế thì cô sẽ luôn luôn tìm cách để cho các con có cái sự gắn bó lâu bền hơn. Trời ơi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ thôi mở rào để Cường chủ trước, động đi ha. Trước khi mở rào tôi dặn dò là khi mở rào ra thì đứng ôm ổng, một ôm ổng từ đầu cho tới cuối, khi nào ổng hết rung á thì hãy buông ra, chứ để không thôi ổng té xỉu. Có đâu, bình tĩnh lên cô. Coi như mình đi mua bán bất động sản đi. Ổng chưa nắm tay ai bao giờ đó, một đó. Chút hướng dẫn ổng nắm tay nghe không? Cầm sẵn này, tiến tới nha. Rồi, mở rào. Đẹp quá. Hít hơi thật sâu vô. Thở ra, thì phò bấm. Tiến tới đi được. Tới đi. Dạ, cảm ơn quà nhiều các em. Vậy đứng đó. Để em có món quà. Cảm ơn em. Có mở quà bạn gái tặng gì đó. Mở quà của bạn gái tặng gì Cường? Dạ, bình nước. Hả? Bình nước ạ. À? Nói bạn gái tặng bình nước chi? Bình nước nóc lóc. Dạ, cũng phù hợp với em hay đi ra đi đường. Nói gặp bạn gái kìa. Cảm ơn em món quà. Thì anh hay đi ra ngoài đường gặp khách á, thì cần những nước, nhiều khi mình bỏ nước đá hay là cà phê sữa trong đó mình đi uống nó tốt hơn. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, về chỗ ngồi đi đứng. Khép nép quá. Về để hai bạn đối diện nha.